Trong nhiều năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam các cấp trong tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận động tranh thủ các nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các nguồn vốn chính sách để thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân nhằm giúp họ giảm bớt khó khăn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trong toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực để chi hơn 1,5 tỷ đồng cho các chương trình chăm sóc nạn nhân, bao gồm chi phí thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân nặng, gia đình có nạn nhân qua đời và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa cho một số hội viên có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Lâm Đồng tiếp tục bám sát kế hoạch mục tiêu của Hội chất độc da cam dioxin Việt Nam để tập hợp lực lượng ủng hộ các cuộc đấu tranh về công lý cho hội viên. Được biết hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 2.200 nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong đó gần 1.700 người nhiễm chất độc trực tiếp và hơn 500 người nhiễm gián tiếp. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói vaccine đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và loại trừ dịch bệnh. Việc tiêm chủng rộng rãi sẽ giúp kiểm soát sự lây lan của bệnh, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế. Đối với trẻ em, thực hiện việc tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi và đủ liều trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Xin chuyển đến quý vị và các bạn. Trong thời gian gần đây, một số loại dịch bệnh lưu hành xuất hiện trở lại như bệnh bạch hầu. Mặc dù chỉ ghi nhận một số người mắc rất ít tại một số tỉnh thành trong cả nước, nhưng lại rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Hiện loại dịch bệnh nêu trên và nhiều loại bệnh truyền nhiễm khác đã có vaccine phòng bệnh. Thế nhưng nhiều người vẫn chủ quan bỏ hoặc không đi tiêm chủng đủ liều cho con em mình để phòng bệnh. Theo các bác sĩ, tiêm chủng giúp đưa vaccine vào cơ thể con người nhằm mục đích kích thích cơ thể sản sinh miễn dịch chủ động, đặc hiệu chống lại tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Sau khi tiêm vaccine, cơ thể sẽ có khả năng chống chọi lại các tác nhân gây bệnh trong thời gian dài, thậm chí là suốt đời, tùy thuộc vào hiệu lực bảo vệ của từng loại vaccine. Thống kê cho thấy, có khoảng 85% đến 95% người được tiêm vaccine sẽ có miễn dịch chủ động đặc hiệu bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm. Về cái công tác tiêm chủng thì cho trong cái chương trình tiêm chủng của tỉnh Lâm Đồng thì chúng tôi cũng rà soát tất cả các cái số lượng trẻ trong cái độ tuổi tiêm chủng. Đặc biệt như chúng ta đã biết thì trong cái thời gian vừa qua thì để bổ sung tiêm đủ cho các cái đối tượng mà trong cái thời gian mà chưa có đủ vaccine thì cũng đã phối hợp với lại y tế chúng tôi cùng với lại bên ngành giáo dục và tất cả các cái đơn vị y tế trong ngành là rà soát các cái trường hợp trong độ tuổi tiêm chủng để thống kê lên một cái danh sách, và khi có cái hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế thì chúng tôi sẽ triển khai tiêm cho các cái đối tượng này. Hiện nay chiến dịch tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh thực hiện tiêm các loại vaccine cho trẻ theo quy định của Bộ Y tế. Hầu hết các loại vaccine tiêm cho trẻ trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng hoàn toàn miễn phí. Vì vậy, người dân nên đưa con em mình đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi, đủ liều. Bản thân mình là một người nhân viên y tế thì cái vấn đề tiêm chủng của con mình thì em đặt cái vấn đề đó hàng đầu. Tại vì mình tiêm chủng đầy đủ cho con mình thì cái... con mình có cái sự đề kháng bảo vệ sức khỏe tốt hơn và con mình thì cũng khỏe mạnh hơn. Con tôi sinh ra cũng được quan tâm của bên trạm này, bên thôn y tế thôn bản á, thì là đến lúc tiêm chủng á, đến đợt tiêm chủng thì cũng báo y tế thôn bản là báo đi tiêm cho con phòng bệnh. Tiêm chủng mở rộng hướng đến mục tiêu tăng cường sức đề kháng, hình thành miễn dịch cộng đồng cho các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, ngăn chặn sự lây lan bùng phát của các bệnh dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng toàn diện. Càng có nhiều người được tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch, sẽ hình thành miễn dịch cộng đồng vững chắc. Không chỉ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của chính người được tiêm, mà còn giúp bảo vệ cả những đối tượng yếu thế như trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền mãn tính, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và cả những người chưa được tiêm vaccine.